Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình dẫn các bạn đi tham quan một cái mô hình nuôi ốc bươu đen nha các bạn. Mô hình này rất là mới nha. Đây, ốc bươu đen này các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nó bươu đen luôn nè. Chung ốc bươu đen hiện tại bây giờ cũng rất là hiếm nha các bạn. Ở ngoài thiên nhiên thì còn rất là ít. Quay sát cho các bạn xem nha. Đó, nó đang bơi đi tìm thức ăn đó các bạn. Đây nó đang ăn lá khoai mì đó các bạn, ở dưới đó. Chung con ốc bươu đen này ăn rất là ngon và rất là có giá trị dinh dưỡng nha các bạn. Nó đang đu bèo cám nó ăn nè, rất là thích luôn. Đây, để mình vớt lên còn thử cho các bạn xem nha. Đó. Hiện tại thì đang nhân giống ra để mình nuôi các bạn ơi. Ốc bươu đen thì ở ngoài tự nhiên thì nó sinh sản, tỷ lệ nó sống rất là thấp. Chính vì vậy mình nhân giống ra mình nuôi, tỷ lệ nở đó, nó rất là thấp. Mình nhân giống ra mình nuôi. Còn đây là cái dèo mà mình ươm ốc khoảng 15 ngày tuổi cho lên nha các bạn. Nó đang nằm ở dưới mấy cái bèo, nó đang ăn bèo cám đó. Để mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Cái con ốc này thì nó bự khoảng được cỡ đầu đũa rồi. Đây nó đang ăn bèo nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó đang ăn bèo cám á. Nói chung cái mô hình mà nuôi ốc bươu đen này thì nó đem lại kinh tế cũng khá ổn định nha các bạn. Hiện tại giờ giá ngoài thị trường thì nó cũng tầm khoảng vài chục ngàn một ký luôn rau ốc thương phẩm á. Đấy, nó đang bơi đó các bạn nhìn thấy không? Đây là toàn cảnh cái bể bạc mà để nuôi ốc khoảng 15 ngày tuổi. Thức ăn chính của ốc bươu đen là bèo cáp. Các bạn nhìn thấy nguyên cái bể bạc mình ươm ốc bươu đen không? Chiều ngang nó khoảng 2 mét đó các bạn. Dài thì khoảng 3 mét.
Hiện tại ốc này nó khoảng cỡ đầu đũa rồi. Ốc này thì nó nở khoảng 1 ngày hay 2 ngày tuổi rồi. Để đây cho nó bự bự rồi mình mới đem ra ngoài cái dèo hồi nãy á. Đây, ốc con. Hiện tại giờ thì ốc ở ngoài tự nhiên rất là ít. Rất là nhiều. Đây nó nằm ở dưới dưới đáy này. Rất là nhiều luôn. Nó đang bu một cái lá để nó ăn. Rất là thú vị phải không các bạn? Thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Mình xin chia sẻ cái mô hình ốc bươu đen, mô hình nuôi mới này mang lại hiệu quả kinh tế cũng khá ổn định. Thôi mình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.